Khán giả có hỏi chuyên gia về đàn gà thương phẩm 1.000 con đã được gần 4 tháng tuổi, đang có triệu chứng đi ngoài phân loãng. Một số con thì hiện tượng đi ngoài phân đen, phân trắng, ăn kém và ngoài ra thì không có hiện tượng gì khác, đã bị 3 ngày nay và chưa điều trị gì. Bệnh đã xuất hiện trên khoảng 90% đàn gà. Xin được hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia. Vâng, kính thưa hậu. Khả năng gà của nhà anh thì không nói rõ nuôi phương thức nào, nhưng mà nếu mà tình trạng này thì chắc là gia đình đang nuôi gà theo cái hình thức nuôi nhốt tại chuồng. Và đây là cái dấu hiệu của cái bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm kết hợp với thì ghép bệnh E. coli, và không loại trừ là có cả cái bệnh CRD ở trong này nữa. Với cái màu phân là nó thể hiện rõ. Anh muốn phòng tránh được cái trường hợp gà nhiễm các cái bệnh này thì cái độn chuồng là anh phải thực hiện nuôi theo cái độn lót sinh học. Có nghĩa là mình sẽ phải mua một cái chế phẩm sinh học về mình trộn vào trong chấu, và với sự có mặt của các cái vi khuẩn có lợi thì nó sẽ áp chế các cái vi khuẩn không có lợi, thì sẽ làm cho độ lót nó luôn luôn tơi xốp. Và khi con gà nó sống ở trên độ lót đó thì ngoài cái việc nó không nhiễm các cái bệnh vi khuẩn có hại trong quá trình nó mổ ở trên cái độ lót đấy, thì nó còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhưng cũng hạn chế được cái bệnh CRD. Cho nên là nếu như anh có cái điều kiện thì anh nên chuyển qua cái phương thức để anh làm. Còn nếu không thì bây giờ anh phải kiểm tra cái độ lót, nếu mà thấy mà độ lót nó hôi rồi nó không tơi xốp thì mình phải tiến hành mình thay dọn ngay để cho con gà nó có một cái môi trường ở tốt, thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh. Và lưu ý là bệnh này cũng có thể lây truyền qua thức ăn và nước uống, cho nên là cái việc kiểm soát nước uống, hàng ngày vệ sinh máng uống là cũng phải duy trì một cách thường xuyên đều đặn. Sau đây thì tôi đưa cho anh một cái phác đồ điều trị, đó là anh sẽ cho đàn gà uống trong 7 ngày gồm một trong những cái thuốc. Một là cái enrogloxacin, thứ hai nữa là cái nootesol, thành phần của nó gồm có oxytetracycline cộng với neomycin. Thuốc thứ ba là ampicoli, thành phần gồm có colistin và ampicillin. Và cuối cùng đó là anti-DAO, thành phần của nó gồm có colistin và neomycin. Anh dùng các loại kháng sinh kép, nó sẽ tốt hơn là kháng sinh đơn. Ví dụ như là thay vì cái chuyện dùng enrogloxacin thì anh có thể dùng cái neotesol hoặc là cái ampicoli hoặc là cái anti-DAO thì tốt hơn rất là nhiều. Ở bên cạnh đó thì cái nước uống anh sẽ bổ sung thêm các cái chất hỗ trợ như là điện giải, B-complex và men tiêu hóa. Nếu men tiêu hóa thì mình có thể cho uống buổi chiều, còn buổi sáng thì tập trung cho uống nước có thuốc, liều lượng thì theo hướng dẫn của nơi sản xuất. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bị lai giống cái củ nhỏ vào nó chản khẩu là lai qua lai lại á, chỉ là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại
thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày, hoặc trên YouTube 3NVTC16.